Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam cùng bạn bè năm châu quốc tế. Từ trước đến giờ các bác chơi cái hàng bãi có sướng không? Em hỏi thật các bác là có sướng không? Tùy từng người, tùy từng cửa hàng và tùy từng cái sản phẩm các bác đã tìm mua trên đất nước Việt Nam đúng không ạ? Cũng như một số các bác buôn hàng từ Trung Quốc mang về hoặc là mang từ nước ngoài cao cấp hơn, ví dụ hàng xóm của Trung Quốc vậy, hay là hàng xóm của hàng xóm của hàng xóm Trung Quốc vậy, ví dụ như là cái hàng châu Âu, châu Mỹ sản xuất tại Anh, Mỹ, Pháp, Đức, Nga và nhiều nước khác, kể ra từ giờ đến sáng mai cũng không hết được chuyện. Thì các bác biết rồi, những sản phẩm thiết bị âm thanh cao cấp là một cái điều gì đó mà dân Việt Nam rất là khó để tìm mua, mặc dù là sản xuất ngay riêng hàng xóm của Việt Nam thôi, đó anh bạn Trung Quốc. Thì hôm nay em giới thiệu các bác là cái sản phẩm đến từ đất nước Trung Quốc và sản xuất theo công nghệ và dây chuyền của người Đức. Thì đây là một cái sản phẩm cục đẩy công suất mang mã hiệu là CB Acoustic, model là TD5. Cái thương hiệu này dịch ra thì chi tiết hơn đó là các bác nhìn luôn tên đây, đấy là Copec em Plastic, Copec và Plastic. Nhưng ngày trước em có giới thiệu với toàn thể các bác là một chiếc loa siêu trầm bass 30 từ 22 côn 100 mạch công suất glass TD đó. Thì cái cục đẩy này nó cũng sử dụng cái mạch công suất đó là mạch glass TD. Thì bây giờ em sẽ mở ra để cho các bác xem nhá. Đây là nội thất của cái sản phẩm cục đẩy công suất mạch glass TD này. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều anh em thợ bán hàng bãi nói chung và anh em bán hàng mới nói hơi riêng riêng một tí. Thì nhiều anh em bán hàng bãi thì tự tin vỗ ngực nói là hàng của bên em là chuẩn nhất, chuẩn nhì, chuẩn thứ ba, chuẩn thứ best, hoặc là chuẩn còn hơn cả nhất, chuẩn phải gọi là siêu kinh khủng tạo luôn, như nào đó thì em không kể nhiều. Thì có nhiều anh em quảng cáo là mạch TD cực khủng thế nọ thế kia, hay là mạch glass Y, không biết Y ngắn hay đi Y dài, siêu kinh khủng tạo, gọi là phải gọi là cụ tổ của nàng cục đẩy hay gì gì đó, mà bán với mức giá là cũng phải gọi là rẻ ối nàng nước ơi. Thì cũng phải để đính chính lại với toàn thể các bác, hàng bãi trên thị trường Việt Nam có rất nhiều anh chị em cũng như là các đơn vị kinh doanh đang có bán. Thì một số đơn vị thì lại nhập được giá rất rẻ, bởi vì là hàng nô, hàng thanh lý, hàng nỗi vặt nhiều lắm, thì là người ta thanh lý rẻ cho. Và có một số đơn vị bán hàng phải gọi là giá sao mà đắt thế nhỉ, nhiều các bác gọi là hàng bán đắt, bán cắt tiết, bán nửa đấy, nhiều người nói thế. Thì em cũng xin đi chính lại với toàn thể các bác là thị trường bán đồ âm thanh thì mỗi người một kiểu bán, mỗi người một kiểu nói, và hàng như thế nào thì các bác phải trải nghiệm rồi thì các bác mới đưa ra được cái kết luận, chứ không thể các bác xem qua video kênh này giới thiệu hay kênh kia giới thiệu con dở, hoặc là các bác xem video cứ ông nào phải thật rẻ thì nó là tốt, hoặc là ông nào thật đắt nó là tốt, là cũng không phải đâu. Nó còn tùy từng kênh, tùy từng người và tùy từng cái hàng mà người ta giới thiệu. Thì hôm nay lại quay lại cái chủ đề đó là sản phẩm cục đẩy công suất TD, TD5. Em không có gọi là cái cố ý gọi là động chạm đến rất nhiều anh em bán hàng bãi, nhưng cũng gọi là chỉ có gọi có một số cái lời gọi là ý kiến nhỏ như sau. Thứ nhất, các bác bán hàng nên tìm hiểu về cái hàng các bác định bán. Thứ hai là các bác phải hiểu kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật chuyên dụng của từng sản phẩm mà sản phẩm đó đang sử dụng. Ví dụ như cục đẩy này hôm trước em có giới thiệu là quay ngoài sân ấy thì là 3 cục, nhưng hôm nay còn 1 cục thôi. Đấy, còn cục này thì khả năng là sẽ là cục cuối cùng để mà chơi. Đấy, là các bác nào đấy thì cũng gọi nốt đi nha, để em đón cái Tết nó không có đồ âm thanh đó. Tiếp theo nữa thì cũng gọi là có chút ý kiến với toàn thể các bác, nhiều các bác mua đẩy này không biết là máy như nào, cứ đếm nhiều con như này này, nhiều con nó to to này, cứ gọi là sò. Còn bên em thì đặc tính kỹ thuật là trình độ chuyên môn cũng quá rồi, nên em cũng không dám trình bày nhiều, nhiều anh em thợ ghét, mà nhiều các bác cũng rất là ghét. Thì tại làm sao lại phải làm cái video nó lòng ngoằng dài dòng như thế này, nói hơi bị dài, từ nãy giờ đã gần 5 phút rồi nó còn chưa đâu vào đâu cả. Thì bây giờ em sẽ kể cho các bác như sau. Cục đẩy này là em nhận được hàng và có đúng 3 chiếc thôi. Thì trong đó là có một chiếc là đời đầu, còn chiếc này là đời sau. Chiếc này cùng một chiếc nữa giống hệt như này thì là đời sau. Đời đầu của nó thì một dàn tụ bé bé con này, đấy, nhôm lại dài tận tới này, đấy. Còn đời sau nó nâng cấp hơn thì mạch nó thiết kế gọn hơn, gọn hơn này, ngắn hơn này, đấy. Con này nhôm nó chỉ 20, con kia nhôm 22, 25. Tụ đây nó rất là nhiều, gồm có là 12 tụ, nhưng con này có 4 tụ thôi. Đó. Nguồn biến áp thì như nhau, nói chung là con kia nó sẽ nặng hơn con này chút xíu này, so với máy công suất.
thì cũng đăng một thời gian là cũng hết rất nhanh. Thì đây, các bác nào quan tâm đến sản phẩm này thì cùng với mức giá là 3 triệu 2, nhưng trước khi em giới thiệu thì cũng vẫn bán cho các bác là vậy. Mạch sử dụng trên máy này là mạch Class T, đấy, T, mạch TD chứ không phải mạch Y. Mạch Y thì là nó lại sử dụng một cái chút nữa là nó khác một tí, đó là cái dòng tải của nó thì xuống được 2 ohm. Và đây là cái mạch này thì mạch TD đã qua sử dụng bên nước ngoài. Hàng về Việt Nam là với cái tình trạng là không thể nào rõ ràng được cái nguồn gốc và cái xuất xứ chính gốc của nó, nhưng được cái là thương hiệu và nguồn gốc xuất xứ là của cái hãng này. Còn ví dụ người bán 1, người bán 2, người bán 3 thì em cũng tầm này em bó tay. Em thì biết được cái nguồn bán trước khi đến tay em là của ông nào, và của ông nào đó lại biết được cái nguồn gốc trước khi đến tay của ông nào đó thì lại của ông nào đó nữa. Đấy thì nó là nôm na nó là vậy. Thì lại quay lại với cái sản phẩm mạch Class TD này, thì con này em đã giới thiệu trong đàn trước rồi. Thì công suất tải 8 ohm là 500W, tải 4 ohm là 850W. Thông số có thể bị thay đổi cũng như là bị sai số do là quá trình sử dụng lâu năm. Đây là đó là cái thứ nhất nhá. Cái sai số nữa là cái mỗi trang web thì người ta lại quảng cáo một khác. Em vào đúng cái web của hãng mà tìm cả ngày nó mới ra. Đấy, thì họ lại ghi công suất là 800W, nhưng có web khác người ta ghi là 800W 4 ohm. Đấy, có khác có web được 800W 4 ohm, có web này 800W 4 ohm. Đấy, kiểu ghi mỗi kiểu một ghi khác nhau, người ghi một kiểu khác nhau. Thì con này là máy của nó là máy sử dụng máy TD. Các bác nhìn là máy TD này, luôn luôn là cuộn cảm của lõi Ferrite này, đúng không ạ? Cuộn cảm của lõi Ferrite. Và rất nhiều cái tụ nói hơi nhiều, nó hơi mất giọng thì các bác ạ. Rất nhiều tụ này, 4 cái tụ này, còn đằng sau này nữa này, cũng 4 tụ rồi chở này. Chở hạ dòng cho đệm fan ổn áp này. Đó, linh kiện này, cầu chì này. Đấy, cầu chì đây, 4 chì. Như cái quan TD này thì em lại tìm hiểu được một cái đặc biệt, đó là không có dơ ne ra loa, và là nó xuất tín hiệu trực tiếp từ bong xuất đánh thẳng ra loa. Ai à, loại có một điểm hơi bị đặc biệt một tí, nhưng mà không biết là có đúng hẳn không. Thì em để ý thì các bác thấy luôn đây này, ở đây có một cái sợi dây này. Đấy, dây dẫn từ cầu loa này, cầu loa đây nhá, đó vòng dây này và cái dây này, đó dây này để cắm luôn vào cái bong xuất đây. Các bác nhìn bên này cũng thế, dây vàng trắng thì đây nó sẽ dẫn vào bo xuất một kênh ra loa. Các bác để ý đây là có một cái neo nguồn, neo bên này gọi là neo nguồn, đóng khởi động nguồn. Đấy, bật nguồn lên này, đó neo nó sẽ đóng luôn và tắt đi này. Đấy, chờ một lúc cái neo này sẽ tạch. Đấy, và con này có thêm hai cái con dơ ne siêu nhỏ bé ở đằng sau này nữa. Đằng sau đây các bác nhìn này, đấy, sẽ có hai con dơ ne siêu nhỏ bé đây. Đấy, nhưng các bác vẫn nghe thấy tiếng ne đóng. Bật lên này, đèn báo Bluetooth này. Đấy, đó các bác nghe thấy tiếng ne đằng sau này, nó đóng, chứng tỏ là con này là máy của nó hoạt động với hiệu suất rất là cao, nên là không dùng dơ ne ra loa, hoặc là cũng có thể là hãng là hơi ăn gian một tí là bỏ qua cái phần dơ ne loa, bởi vì con này máy rất là bền. Thứ nhất là máy bền, thứ hai là hiệu suất làm việc của nó rất là cao. Ví dụ ăn 1000W thì nó ra được 950W. Đấy nhá, đây là công suất của nhà máy thiết kế. Còn sau khi sử dụng rồi thì nó có thể là xuống cấp là 930, hoặc là 850, ví dụ thế là nó sẽ xuống cấp theo thời gian, chứ không có loại máy nào càng dùng lại càng khỏe hơn cả. Đang làm để có khách gọi. Ok, tí nữa em sẽ gọi cho các bác khách này sau. Thì với những cái dòng cục đẩy công suất như này, các bác thứ nhất tìm mua là phải tìm mua đơn vị uy tín chất lượng, thứ hai là hiểu rõ về mặt công suất của nó và bán hàng như thế nào, có yên tâm không, có dính nhiều post không. Đấy, và quan trọng là cái sản phẩm của nó phải đúng như quảng cáo, chứ không phải là mua một kiểu về dùng một kiểu. Như con này nha, máy sử dụng nó có 1, 2, đằng dưới kia hai con nữa là 4 con sò. Đấy, các bác nhìn này, máy con này gần như mà đối xứng nhá, vế bên này như nào thì đằng dưới kia nó cũng y hệt như thế, nó sẽ lấy điểm giữa đây, giữa cuộn dây nó cắt đôi ra thì nó sẽ là mạch đối xứng. Thì con này nó kiểu vậy. Đấy, đây các bác nhìn ví dụ nhé, đây là bên này đặt ngửa này, bên này úp này, bên này có con cảm biến nhiệt đâu đây này, con này thì chưa có này, hoặc nó có nhưng nó giấu đi, hoặc là đậu bên kia rồi thì bên này không cần nữa. Đấy, nó gần như là đối xứng luôn. Đấy, 1, 2, 3 con tiền cuối đại cấp bé này, đây còn có hai con thôi. Đấy, con này là đệm này,
ổn áp nguồn cho ba con này, đấy, ví dụ thế đúng không ạ? Thì nhiều các bác nó cứ hỏi tại sao anh mua đấy nó phải nhiều sò nó mới khỏe, thằng nó bảo anh thế. Thì nó còn tùy từng đời máy, nhưng con máy này là máy TD, hiệu suất nó rất là cao rồi, em nói nhiều rồi. Thì công suất của nó khỏe bởi vì nó ăn không nhiều điện, nó ăn rất ít điện, điện áp cấp ra nó yếu lắm. Các bác xem luôn đây, cái nghe bảo vệ nguồn này không biết là em có lôi lên được không, thì cũng cố móc lên cho các bác xem nha. Cái phe bảo vệ nguồn này nhiều các bác nào đi mua đẩy và sẽ bị mất đấy, bởi vì một cái lý do rất đơn giản. Để các bác xem luôn này, điện cấp cho nguồn công suất chính là 80V đối xứng, điện nuôi các cái linh tinh lằng nhằng là 19V rưỡi, điện cấp mạch khuếch đại tín hiệu, tiền khuếch đại tín hiệu là 19V đó. Thì nó có như vậy thôi, thì em cũng chỉ biết đến đâu em kể đến đấy thôi nhá. Đó thì con này là máy TD TD5 của CB Acoustic 500W 8 ohm. Các bác nào quan tâm đến sản phẩm này thì các bác gọi trực tiếp cho em, giá trên mạng đâu đó tầm 3,5 triệu, em bán cho các bác là 3,2 triệu, mua rẻ bán lì xì Tết luôn, đúng không ạ? Bán lì xì Tết luôn, không biết là còn cái hàng từ giờ đến Tết để mà chơi không. Đây, cái này em vẫn cắm điện từ nãy giờ đây, em sẽ quay ra, vừa nãy có test thử rồi nhưng mà bây giờ nó cũng hơi muộn rồi, bây giờ là 23 giờ 23 phút à, sau giờ nó lại đẹp thế nhỉ, đúng không ạ? Thì em sẽ quay cho các bác xem cái mặt sau nhá. Tình trạng máy móc về còn tương đối là đẹp, tương đối thôi, đẹp long lanh thì là phải hơi bị nhiều công vệ sinh một tí. Rút hẳn dây nguồn ra các bác xem này, Serino là 0126809 này, kênh A kênh B này, họ sẽ ghi luôn đây, công tắc kiểu gì đây, jack spec công này, đấu kênh A kênh B này, đấu dồn hai kênh là một đánh bright này, đấy, kiểu ấy, kênh A input này, ninh này, đấy, công tắc chế độ gạt chuyển đổi này, mode là mode đen đánh sell hoặc đánh dồn cầu hai kênh là một. Limit đây là khống chế âm lượng, khi nó âm lượng quá lớn thì nó sẽ khống chế lại, nó sẽ limit luôn, nó không bị vỡ tiếng. Có những cái hàng đẩy khác nữa nó có thể là không có. Đấy. Chứ con này này tiếp mát ra vỏ luôn, nó không có GND tắt bật như cái loại máy mới. Thì trình độ chuyên môn em hiểu biết không được quá nhiều nên là chém gió cũng như giới thiệu các bác có như vậy thôi. Đấy. Các bác nào quan tâm và tin tưởng cũng như là muốn ủng hộ bên em rất nhiều thì các bác ủng hộ bằng hai cách. Cách thứ nhất là đăng ký ủng hộ kênh YouTube nha. Đăng ký rồi thôi không bấm nữa, đăng ký rồi thôi không bấm nữa, bấm chuông để nhận được thông báo về những video sắp tới em sẽ đăng lên. Và thứ hai nữa là mua hàng ủng hộ, thế thôi, mua hàng ủng hộ. Hoặc là các bác cũng muốn nâng cấp lên, ví dụ chú có trình độ chuyên môn, chú đến chú xét cho anh cái bộ karaoke nghe hát thật hay vào, thì em sẽ đến thì em sẽ set up cho các bác. Nhưng xa quá là không đi đâu nhá, em cứ nói trước thế, xa quá không đi, Tết nhất đến nơi rồi, đi phục vụ các bác xong là chẳng may đi đường về gặp mấy anh chốt, gọi là chốt BOT trạm thu phí, hay là đi đường mua chai nước uống thì chả may mà về chọc sưng lỗ mũi dính Covid cái thì giả hư không có hàng mà bán cho các bác, mà không được đóng hàng mà gửi cho các bác, nó một cái nhọc. Đã, thì em cũng nói luôn là gần Tết rồi, ăn Tết xong tính tiếp, đúng không ạ? Thì đây máy móc thì cũng như quảng cáo rồi, 3 chiếc bây giờ còn 1 chiếc, các bác nào lấy thì alo nhanh còn kịp nha, 3 chiếc còn 1 chiếc các bác nào lấy nhanh còn kịp nha. Không em không phải nói đùa đâu. Còn cái con đẩy một con hôm trước, cái con đời đầu ấy thì nhiều các bác nó có đặt cọc rồi, nhưng mà không biết này có nhắn cho em địa chỉ không, thấy chuyển cọc rồi chưa biết nên có nhắn không, thì em bây giờ đang chờ. Đấy, các bác nào mà nhắn cho em cái địa chỉ thì vui mừng, càng nhanh càng kịp nha. Đấy, thì như quảng cáo đây đó, ok. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau, em sẽ giới thiệu chi tiết hơn những cái sản phẩm hàng bãi chất lượng rất là cao cho toàn thể các bác cùng xem, cùng biết, cùng hiểu, cùng tìm tòi nữa, đúng không ạ? Thì giới thiệu cũng giới thiệu rồi, giá cũng đọc rồi, tầm này cũng muộn rồi, thì bây giờ xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau nha.